Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua ở hầu khắp các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Tam Đảo tưng bừng không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp tăng cường khối đoàn kết, biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong huyện. Nhân dân cùng ôn lại kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời nhìn lại kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thôn Đồng Cà nằm ở cuối xã Yên Dương có 182 hộ với 746 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm trên 60%. Chính quyền và ban công tác mặt trận thôn luôn tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tăng gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân thực hiện có hiệu quả. Thôn đã được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2024. Bản thân tôi cùng với nhân dân trong thôn luôn chấp hành những cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cùng thôn Đồng Cà tổ chức những cái hội nghị cũng như là giao lưu văn hóa và thể dục thể thao, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng đi lên. Huyện Tam Đảo có 42,5% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể luôn quan tâm triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.